Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quốc Thành AFK. Mình sẽ tiếp tục cái series cuộc thám hiểm vực thẳm các bạn, kho tiền thời gian. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm nhiệm vụ nam tước, thăng bậc từ nam tước lên tử tước nha các bạn. Rồi bây giờ thì team mình đang chuẩn bị đánh thị trấn 2. Để tốc độ chậm nhất cho an toàn các bạn. Bài này qua rồi. Rồi, nhiệm vụ nam tước thì chúng ta phải làm các nhiệm vụ sau đây. Một đồn trú một anh hùng ở các khu định cư cấp 54 hoặc cao hơn. Cái này là từ này thì các bạn đồn trú trong thị trấn 1 nha các bạn. Đây. Các khu định cư thị trấn 1 các bạn bỏ quân vào. Chiếm các khu định cư cấp 1 5 hoặc tốt hơn. Đây là bạn chiếm thị trấn 2. Như vừa rồi mình mới chiếm các bạn. Đây thị trấn 2. Đạt 3 thánh vật ban phước phước lành tinh nhuệ, tức là thánh vật level 3. Bạn nâng được 3 món là được. Đạt 90.000 tinh chất phước lành. Cái này dễ thôi các bạn. Chiếm các khu định cư cấp 14 hoặc tốt hơn. Là các 14 ở đây là mình chiếm thị trấn 1 rồi các bạn. Chiếm một ô trong sự lãng phí thì thầm rừng tay ga chết chóc, tức là mình chiếm đất sau lưng con boss đầu tiên nè các bạn, ở bên khu này hoặc là bên khu này các bạn. Chiếm một mảnh đất đầu tiên, đây là sự lãng phí thì thầm, còn bên kia là rừng tay ga chết chóc. Rồi, như vậy thì chúng ta đã hoàn thành hết tất cả các nhiệm vụ rồi. Rồi, mình đã lên bậc được bá tước các bạn. Thì chuỗi nhiệm vụ bá tước thì mình sẽ giới thiệu sau cho các bạn nha. Bá tước thì nó mở cho mình thêm một mớ. Này nãy mình đang chúng ta cần đánh được cái thành này hoặc là chúng ta sẽ đi đường vòng. Mình nghĩ là đi đường vòng tốt hơn. Join your friends in the underworld.
các bạn lưu ý là đất trong này thì nó còn nhiều tinh tinh chất phước lành hơn là lần ba nha các bạn. Không kịp chỉnh luôn. Hết phút rồi các bạn ơi. Đi cái này thì tối cào đã lắm các bạn. Đi cái này thì tối cào bao đã luôn. Protect the weak, defy evil. From the ashes, I rise again. Thank you.
không lại các bạn. Để mình thử một mình sói nha. Chết cha chị ngu à. Còn có một mình đánh không nổi các bạn. Test xem. Rút máu không khoanh. Thôi chịu rồi các bạn. Rồi, vậy chốt lại mình đã giới thiệu cho các bạn móc nhiệm vụ Nam Tước. Rồi, chúc các bạn nhanh chóng hoàn thành móc nhiệm vụ Nam Tước nha. Đây, hoàn thành xong nhiệm vụ Nam Tước mình được cái này các bạn. À, mọi người nên lấy 4.500 xu nội thất nha. Mặc dù đang rất cần cái này, nhưng mà xu nội thất vẫn ngon hơn các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau. Xin chào tạm biệt.